nhà thân mến, đây là tiếp theo ngày mùng 1 đầu xuân là tụi em chủ đạo là chỉ có đi chùa ăn chay niệm Phật, không làm điều ác, qua mùng 2 mới làm lại điều ác. Anh chay về cái hộp bánh bao này nó thịt chay chay. À xin lỗi mọi người, em nói sai. Em đói bụng quá em tấp vô cái gần nhà em. Họ có bán bánh bao nhưng mà không có bánh bao chay, quý vị giờ chấp nhận phải mua bánh bao mặn. Nói chung bây giờ em là tu là tùy duyên tại tâm, quý vị tâm mình là mỗi ngày làm việc tốt được rồi, chứ nhiều lúc ăn chay mà lòng ác nguyên cá thắt lắc thì cũng như không thôi, nên quyết định giờ phát cho mọi người một cái bánh bao. Đầu năm mà em phát bánh bao là cả năm em bao mọi người. Chết mẹ xu vậy. Nhưng mà được cái trai bao em cái hộp bánh bao này chị. Ờ vậy hả? Ờ ảnh bao. Vậy là em trai từ dưới Las Vegas lên chỉ để phục vụ ba bà nữ này thôi đó. Em chỉ cầm cho quay thôi. Đi từ Las Vegas xuống là chỉ đi theo tụi mình đó phải không? Yes. Nè anh, cho anh một cái chiếc bánh bao của em nè. Ăn đi cho biết bánh bao nhà em nó ngon cỡ nào nha. Bây giờ lịch trình là sẽ đi chùa mọi người, mình đi theo tùy duyên. Bây giờ là trước tiên là chúng ta sẽ đi chùa Đài Loan nha. Hôm nay thì cả nhà Nga là má Nga thì là người lớn tuổi quý vị, không thích đi đâu hết. Còn con bé nhà Nga thì là nó giống như là nó thích cái kiểu cuộc sống của nít ở Mỹ quý vị ơi. Em khổ tâm ghê vậy đó, rủ đi chùa không, con thích đi chùa mẹ ơi đó. Nhưng mà ngày mai em sẽ bắt nó đi với em một ngày cho hái lộc á chị. Cho nó cảm nhận được cái văn hóa Tết của Việt Nam. Mà giấc này thì cũng khá trưa rồi. Ngày hôm qua là đêm giao thừa là Nga nghĩ chắc các chùa ở đây họ đi đông lắm. Nhưng mà đêm qua Nga không có đi, lần đầu tiên giao thừa năm ngoái là đông á. Cái này là Tết này là Tết năm đầu tiên vào mùng 1 chị đi ra ngoài đường và chị đi lên chùa với tụi em. Chứ mấy chưa bao giờ chị đi chùa mà đó. Chị bên đạo mà. Đạo Công giáo đó. Trời ơi sao mà chị chơi tụi em đầu độc, chị đi theo con đường tụi em muốn. Thiệt đó nha. Nói chừng chứ đâu sao đâu. Bởi cái nào nào cũng vui mà. Nhưng mà năm em nhưng cũng mà đi thờ mà. Dạ hả? Nhưng mà năm đầu tiên mùng 1 Tết đi làm bỏ chồng đường. Bỏ con để đi theo tụi em. Ủa cuối cùng này nè xã chị đâu vậy? Thế nữa ông chồng, ông chồng chị đi luôn chứ. Có, ông có xin đi mà tụi này không có cho. Đừng nói xin lỗi anh. Không mà. À xem còn con gái không mà, có anh này trai thẳng mà tự nhiên hên được đi nè. Ủa sao lý ra là chuyến xe này có gái không? Ủa sao có cha lọc vô. Công công ơi, đây công công, anh công công. Công công. Công. Thì tôi cũng nghi lâu rồi mà tôi không dám khẳng định. Tôi biết ổng cách đây mấy năm ở Las Vegas giờ hoành lại cũng còn nguyên luôn vậy đó. Bây giờ là tiết mục tráng miệng mọi người. Đây là xoài, xoài sấy. Món mà ai cũng thích. Anh ơi. Nè. Cho anh miếng xoài nè, anh ăn thử đi. Ngưa ngủ rồi phải không? Ngưa ngủ hả? Gục ngã cho bãi chiến trường hả? Hương ơi. Dạ. Ăn xoài không cưng? Chút em ăn. Không biết mà. Ủa đêm này không giống nít gì mà thức ngủ không ngủ gì bà. Em làm tóc trẻ. Đêm qua em làm tóc mấy giờ? Nhưng mà xong cái về đón giao thừa đi chùa từ kia. Em là còn được đón giao thừa nha. Chị hôm qua lần đầu tiên một cái mùa xuân không biết giao thừa là gì. Em tạm đón chung đại gia đình, đại gia đình. Ôi, ta nói hả? 12 giờ còn cầm cái chỗ quét nhà không biết mê tín là gì nên năm đầu năm không được quét nhà hả chị? Đúng rồi. Em quét nhà, dọn nhà. Lau nhà luôn. Bình thường á mà Tết mọi người biết là Nga sẽ thuê mễ về dọn dẹp nhà cửa mà năm nay là đúng là cái năm mà mình buôn bán đó. Đúng cái kiểu là không thể nào làm được cái gì á, coi như là không có sự chọn lựa luôn. Ừ. 4 5 giờ. Dọn đến 4 5 giờ sáng luôn. Cho chị miếng nữa. Ngon vậy hả? Năm nay cái xoài sấy của Việt Nam họ làm thành công. Bữa đó làm nó làm đẹp không gì giống như cái bông hồng. Bữa trước em còn tính đánh xoài Thái Lan vậy. Vậy hơn quá xoài. Xoài tươi á hả? Cũng là thấy rồi hả? Thái Lan là ngon. Nhiều người yêu cầu quá mà. Cái này ngon. Mà mắc lắm. Bịch nó có 25 đồng. Wow. Hôm nay mà trong cái hộp mứt này 35 đồng mà có cái món này. Bữa hôm á hot quá nhập về thêm nữa mà bị trễ mọi người
nhiều còn ít. Ra em ra Tết em sẽ đánh sale cho mọi người mua sập sàng luôn, siêu rẻ siêu ngon luôn. Anh xoài nhiều có nóng không? Nóng chứ. Không, cũng không nóng đâu. Xoài sấy này cái đôi nào đâu có nhiều đâu. Mà cái này có thấy không? Nó có ớt gì đâu. Nó có cây ớt ha. Ngon. Cái gì đẹp quá vậy ta? Của Tết Belly. Hương ơi, lâu nay ông là ông cựu tổng thống Trump, ông ở Florida không? Hay là ông ở đâu em? Ông ở Florida chứ. Ông vẫn ở cái nhà được chứ, mình quay lén đúng không? Rồi. Thì này chắc qua thăm mà ông không, mới không có mở cửa cho mình vô không ta? Vậy chứ ông mở cửa cho mình vô để chuẩn bị ông được là tổng thống. Hai tuần nữa chị đi nè. À, ông đang ứng cử lại được phải không? Chị có bầu ổng không? Chị nói ổng mở cửa cho chị vô thăm ổng đi, chị sẽ bầu ổng. Không những chị bầu ổng, chị còn cho ổng cái bầu nữa. Có một không hai luôn. Trời ơi, dễ gì tự nhiên đẻ con với cái cựu tổng thống chứ ít gì. Lỡ khi họ cựu tổng thống ông làm là tổng thống được mới hay ha. Ờ, nó có cái gen hết em. Ví dụ như con cát là nó, chị là nghệ sĩ nè, đẻ nó ra bây giờ nó cũng có cái máu nghệ sĩ. Thì bây giờ chị đẻ con canh chum thì con chị nó sẽ một trong hai cái option, một nghệ sĩ là hai tổng thống thôi. Còn hai con ba là làm tổng quản Dung Mama vậy đó. Bé ăn xài đi cưng. Trời ơi nó ngon lắm. Ăn đi cho tỉnh ngủ mày ơi. Hồi năm mà mày ngủ tao không có vui luôn á. À, không? Ăn như chị Thoai á, ăn mà không ngừng nghỉ luôn. Tại vì biết sao không? Cái này nó vàng quá hợp với chị cho nên thích màu vàng ăn hoài. Trời sáng mà biết đi, mình đi xe nhỏ này kêu chị Thoai chạy xe mới rồi. Ừ. Mấy người kia gia đình em á, nó chưa biết hoài. Chưa biết gì. Không. Chạy đi xe mới thì mình đi xe cũ. Thôi mình đi xe cũ mà chất lượng chị. Xe cũ mình chở. Nhưng mà xe này đạp giòn hơn. Vậy hả? Nhưng mà sau khi chị mua xe van thì chị phải bán chiếc này. Trời ơi chị Hoa, chị có thể chị bỏ cái ý định mà mua xe van được không? Không. Thôi vậy qua Tết em chị đi tìm xe van tiếp đi chị Hoa. Nha. Để mình đi lùng tiếp, em cũng mua một chiếc. Hai chị em mình đi homeless. Không có chị, em mua để buôn bán, không có nhu cầu đi homeless như chị. Em mua để chở hàng. Vậy mua homeless nghe ghê quá, đầu năm mà đó. Đi lết hôm. Không, để lấy xe chở đi du lịch. Đi du lịch. Chị Hoa chứ thích vậy á. Mấy người có máu nghệ sĩ hay thích đi lưng tưng vậy á. Có một mình tôi là tỉnh táo rồi, không có thích đi đâu hết trơn. Không dám đâu. Em còn đi hơn luôn á. Đâu có chị. Em đi là việc chánh nghĩa, ví dụ đi shopping, đi ăn uống, đi đó công việc. Chánh nghĩa, shopping mà là chánh nghĩa em. Trời ơi, phụ nữ mà không shopping làm gì sống chị Hoa. Chị đâu shopping đâu. Thầy chị vô trong Home Depot chị mua cà kề nè. Vô Home Depot thôi à. Đó. À. Người ta đi shopping phải vô Home Depot. Đến nhà chị Thoa là tủ quần áo không thấy gì, chứ mà đi vô cái gara là nguyên một kho. Chị cái tủ quần áo chị không có gì, nhưng mà cần gì cũng có. Cần gì cũng có. Đồ đẹp không à? Đồ đẹp hơn à. Mỗi cái mặt nghe có thể mua. Ủa ở đây cũng có cái chùa gì nữa nè bé. Có phải chùa. Ủa sao cái đặt đó cái là Wat Museum á. Đặt là đẹp không mà nhá. Nha. Chị nghĩ là cái Wat Museum chị bụng luôn. À, nó làm cái tượng á hả? Cái tượng của em mà bằng quát á. À cái đó có mà. Nó làm em á, chị không biết ở cái thành phố đó. Nào. Mà chị nhìn ra em không? Có, nhưng mà chị nhìn thấy nó làm em mà trời ơi nó quê, mà nó quê ơi. Nó quê giống như nhỏ quê dưới quê lên á. Đúng rồi, làm em hình tượng bà bán khoai, bà già vậy nhìn. Ờ vậy hả? Trời ơi chị nhìn kỹ cái này quay lại. Ôi, trời đất ơi nghe nè. Chị cười quá trời. Ở nhà ơi, chúng ta đã tới chùa rồi. Tao nói get like dài. Không biết từ đây tới chiều em có vô được tới chùa hay không. Đây là trên núi nha mọi người. Từ ngày Covid bây giờ là Nga không có điều kiện mà đi lên đây luôn á. Tại vì họ bắt mình có cái hẹn mới được vô chùa. Mà năm nay họ cho vô tự do lại rồi. Mà năm Tết là mình phải order, phải giống điện thoại, xin cái appointment là tao muốn lên chùa thắp nhang hay gì đó. Thì là mấy cái cô mà giống như người mà mấy người mà họ làm công quả cho này nè, họ mới cho mình vô đó. Ôi chùa ha, tao mướn nguyên cảnh sát kêu, hả? Đẹp không hả? Cảnh sát nữ đẹp quá trời. Mướn chứ nếu không mướn không mướn chịu nổi. Trời ơi mấy ngày Tết phải có người skill TDT rồi police đi quá tai, nó cho mình đi túc vui. Ồ có kìa túi sao hạn vậy á đó.
Cái này là cái hàng đi xuống, còn bây giờ là mình đang lên đường đi lên nè. Núi hả? Oh, look at this cute. Oh, so cute. So cute không? Oh, đẹp chưa? Ừ. Oh, có ông gì đó, ông sư gì đó. Đường Tăng. Đường Tăng hả? Vậy mình đi bộ xa lắm hả? Không, em lên tới đó là em chạm ngay chỗ chánh điện luôn á cưng. Oh. Oh, nó cho mình đi lên. Rảnh ha, từ đây tới xế chiều không biết vô tới chùa không như nãy giờ. Ê, sao giống Big Bear kìa, có tuyết ở xa xa kìa. Ừ. Có núi tuyết luôn kìa. Nãy giờ tụi em đi cũng 8.000 cái bận khu nhà hiêu rồi quý vị. Hôm nay mình đi coi nhà thôi. Hôm nay giống như đi tham quan nhà đẹp của nước Mỹ vậy đó. Đi đường nào đây? Đi thẳng hả? Trời ơi. Anh mở cái GPS đi anh. Mở. Coi chừng mình đang đi chùa Tàu đó mà gõ gõ sao chạy nó tới chùa Thái Lan chắc cười bệnh luôn á. À, hôm nay thay vì đi chùa tụi em sẽ review những căn nhà đẹp ở trên núi. Có tuyết phía sau lưng luôn mọi người. Đây là những căn nhà này khoảng tầm từ 3 triệu đô tới 4-5 triệu tùy theo cái căn. Đó, cái núi đẹp chưa? Nhưng mà em mai mốt em có tiền em cũng thích về đây ở chị. Buồn đây, núi đẹp chưa? Đó xa xa là tuyết, các mọi người thấy tuyết không? Trời ơi, tuyết trắng luôn kìa. Wow. Chùa thì chưa thấy chứ tuyết thì thấy nhiều lắm rồi đó. Tới chùa rồi mà không vô được chùa, nghiệp chướng chúng ta có nặng quá hay không? Đẹp quá ha, trên này đẹp quá. Nhưng mà nói để ở trên này là em không ở nha chị Thoa. Chị ở chỗ cô đơn lắm. Chạy nó cứ lên xuống. Chẳng thà em ở một cái nhà nhỏ nhỏ mà em ở dưới bonsa để em ra em gặp người này người kia. Rồi người ta bà giáo chủ rồi muốn ăn gì cũng gần hay không? Lên đây xa ha. Lên đây thì có núi với biển là không bao giờ có mặt tôi. Bởi vì chị ok. Nhà biển mắc lắm mà không sông sông nhọn. À chị Thoa thích biển nên là chị Thoa về biển nha. Chúng tôi cái máy ngói nhà này mới đẹp quá nè. Yeah. Chị là lớp biển. Chị sống nên hồi nhỏ vùng biển mà. Trời tuyết đẹp quá kìa mọi người. Mọi người thấy tuyết không? Chị lên trên đó chị đi trượt tuyết một lần rồi đó. Trời chị trượt được không chị Thoa? Ờ, chị đi cái snowball á. Ôi em sợ lắm. Té cũng teo tu luôn. Xong cái về không sợ hết đi nổi luôn. Em cũng đi trượt tuyết em sợ vì hai lần té. Yeah. Té mình cứ canh té bên rồi nó tím luôn cái mông mình đó. Cứ sợ cái sợ thấy sắp té thôi. Nhờ sao cái đường đi tới chùa tôi thấy nó có vẻ nó xa vời lắm nha mọi người. Mới nãy vô được tới rồi đó mà còn bị đá ra. Nghiệp tụi em nặng thiệt quý vị. Từ chùa mà giờ phóng ra tới freeway luôn rồi. Sao nãy nhất tình chị nói giờ vẫn giờ. Ủa rồi giờ cuối cùng mà giờ mình đang đi đâu vậy chị Thoa? Chị dẫn em đi chùa Thái. Trời chị đừng có giỡn hoài nha chị Thoa. Chị đâu giỡn đâu, chị tìm không có chỗ park thì chị chạy luôn. Thôi. Thôi. Cái đó đâu mà lỗi, chị nói chùa nó không có chỗ parking. Ôi, đầu năm mới đi chùa mà Đài Loan này mấy năm là không có được lên đó. Đây là số em xui. Ôi, lạ lùng vậy. Yes. Thì mai đi tiếp. Một cái tin đẩy trời. Ủa là coi như là nãy giờ là tôi tưởng là mọi người giỡn mặt, không ai về là thiệt mọi người. Ủa là không có đi vô chùa Đài Loan được luôn hả? Không, không có chỗ đậu xe, nó cứ đuổi hoài à. Chết cha, nhìn chạy nặng quá vậy. Cái cuối có nghĩa là hôm nay tụi em đi đòi ngày mùng 1 đó đi với trai thì thành nha, có nghĩa là trai từ Las Vegas tới thì là đi là có trai ngồi trên xe mà đi chùa không có thành, có nghĩa là đầu năm nay là mình đang đỏ tình. Ủa đỏ mà thiệt là đi mình đang đi chùa Thái thiệt hả chị? Thiệt rồi, đang chạy freeway nè. Em dễ tin người lắm á nha. Không thiệt. Ủa mấy nay bấm hoài không vô hả? Không vô, nó có chỗ đậu mất kênh, nó không cho vô. Quá đuổi hoài, chạy vòng vòng mà nó chạy thời gian dưới cuối không à. Đi hai vòng rồi. Đi chùa mà nó không cho, nó giống như mà ba đứa nghiệp nặng đường. Ba dẫn đường nó không cho vô của chủ. Kỳ cục vậy ta. Thôi, hoan hỷ đi. Hy vọng là từ đây cho tới cái chùa này trong mấy mộng Tết Nga sẽ cố gắng đi được chùa Đài Loan như vậy, tại vì mấy năm rồi không có lên, bây giờ lên cũng không có cho vô nữa luôn, nó không có cái không có chỗ đậu xe mà nó đông quá, tao nói đi chùa mà đi vô ngày mùng 1 là hả,
kẹt xe kẹt đường dữ lắm. Thôi bây giờ chúng em đang hành trình đi ngược lên LA để đi chùa Thái nha quý vị. Sawadika, hy vọng là chùa Thái có cho tụi em vô nha quý vị. Đi lên chùa Thái xong sẵn mình đi ăn đồ Thái nha. Chùa cũng có vẻ hơi gian nan nha quý vị. Kẹt xe quá luôn nè. Thấy màu vàng không, đưa chị cô thôi chứ phải kêu chị đâu. Ủa kẹt xe quá luôn chị Thoa ơi. Kẹo này nè chắc liền 3 phút thôi, kẹt xe 3 phút. Ôi, kẹt xe 3 phút rồi chị Thoa, đừng có chùa chị Thoa. Đầu năm em muốn đi chùa chị ơi. Lên mình xin xăm, chị nói lên em cũng muốn lên xin xăm thử chùa. Trời, chùa nó xin xăm là cái gì là ra cái đó luôn đó. Rõ ràng luôn á. Đâu ra đó luôn á. Ê, nếu mà mình sẵn đi đó, mình đi luôn bà, luôn luôn bà Thiên Hậu ở đó đi. Có bà Thiên Hậu sát đó luôn. Sẵn dịp lên luôn. Mình trước đi cái bà Thiên Hậu, nhưng mà đi em dẫn chị sao vô rừng đó nhớ. Không, bà Thiên Hậu sát gần luôn. Cái mình đi luôn bà Thiên Hậu đi. Tại sáng nay mình đi đền rồi sẵn đi bà Thiên Hậu đó luôn. Em giúp. Hôm nay chị uống ly cà phê á, mệt quá trời mà vẫn không ngủ được. Hôm nay là đường đi đến chùa mà giống như đường tăng đi thỉnh kinh vậy quý vị. Tụi em thì không có bị gian trưng gì bảy con yêu nhìn nhện mà chỉ kẹt xe. Thường là chùa Thái là biết tới thì chắc người ta mở cửa, chứ bình thường là 2-3 giờ chiều ta đóng cửa đó, mà mình về 4 giờ tới không biết các thầy còn tiếp không. Trời, cái nó chị lái xe lên đây sao em không nói bây giờ tới đây rồi em mới nói cái câu này. Em quên nha. Chị thường là tới giờ chót em mới nhớ không à. Trời đất ơi, cái giọng em để em thái. Lái nó tới mà nó đóng cửa này, chị đẩy em ra ngoài là cho em ở lại luôn. Em quên, thật sự em cũng quên. Sao mùng một Tết mà mình gian trưng quá ta. Ôi ơi, gian trưng quá à. Tội nghiệp chị Thoa lái xe phờ phạt luôn. Đi em ở đến ăn gỏi đu đủ. Là mới coi hồi đó 7 giờ đóng cửa phải không? Vậy thôi cũng mừng. Mừng rồi mọi người ơi, chùa vẫn đón tiếp tụi em nha. Chứ nãy giờ mà bây giờ mà đến đây mà thường á, ngày thường là 3 giờ là họ đóng cửa rồi đó. Ngày nay mà họ đóng cửa là em biết nghiệp em nó đang nằm đâu. Đó thấy cái trời, thấy cái trời rồi. Đi một mạch luôn. Kẹt xe trên chùa Đài Loan mà đẩy một phát đi lớn tới chùa Thái Lan mà nói chơi mà thành thiệt luôn quý vị. Ui, chùa Thái tới rồi quý vị. Không biết hôm nay có hội chợ gì không nha. Vô hôm nay xin xăm ở đây. Ô, có chỗ đậu quá trời luôn. Trời vậy. Chắc giấc này người ta cũng đi bớt rồi chứ. Sáng sớm rồi nó kẹt. Kẹt ngắt rồi. Ở đây đi hái lọc buổi sáng thôi. Hơi đậu bên đây mấy người này. Ô tô có VIP. Có chị Thoa mình đi xe là có niềm vui. Chỉ có một mình chị Thoa mới có được cái thẻ này thôi. Ngồi đầu cái chỗ phóc chân nó rộng rãi. Đây là có làm mấy cái quầy ăn uống ở đây mọi người. Mấy cái quán đồ ăn Thái. Chùa Thái họ là họ ăn mặn nha cả nhà. Họ không ăn chay. Giờ hoặc 6 giờ, tao muốn ăn gì ăn đi rồi nó vô. Mình đi lên chùa. Lại đi. Lại chứ ăn sao. Menu order open. Oh okay. Open. Okay. Okay. Then we go there first around 10 minutes. Yeah. Rồi, thầy nói chuyện gì? Chùa cũng đẹp.
Sinh xanh làm sao? Không đúng. Ủa tại sao chị biết không đúng? Tại vì không đúng. Không đúng chị đọc không thấy đúng rồi chị. Đúng không? Đúng của em luôn. Đúng luôn. Yeah. Sao kỳ vậy? Nó nói là đời chị giống như là một chiếc thuyền đi trên một cái sóng gió bão bùng. Không, cái đó qua rồi. And, chắc mấy nãy em lặp lại kỷ niệm á, cái tự nhiên cái nó khơi lại á chị. Đúng rồi em. Y chang luôn á, bão bùng rồi biết sao không? Giờ này chị không có lucky. À, chị phải chờ đợi một chút. Rồi cái gì đây? Cái này chắc là cái tờ là, quá khứ. Nói đúng quá rồi khứ. Rồi the big fortune nó sẽ đến với chị. Nhưng mà những cái bệnh hoạn của chị là nó sẽ đi hết trơn. Ừ. Và cái về luật pháp thì cũng đi hết trơn. Cho nên cái này đúng rồi đó, lặp lại quá khứ. Mấy này em lên trên xe em lặp lại quá khứ với chị quá nên nó hiện lên. Ồ mọi người đi lẹ thì có, tôi còn nghe tụng kinh sùm. Bây giờ đến phiên Nga đi ra bóc tờ xăm coi làm sao nè. Chứ sao mọi người nói là hồi nãy kia làm tôi cũng hoang mang quá đi. Mọi người lên đây xin xăm. Mà chị Thoa nói là cái tờ nó không có đúng cái số phận chị hiện tại. Số phận chị hiện tại là rất là hạnh phúc, ok. Chị không ở trong sóng gió hả? Không, chị cuộc không đời vô thường lắm chị, nhiều lúc sóng gió đến mà mình chưa lường được. Không, cái đó nó nói chị đang ở trong cái sóng gió, có mà sóng cái bão. Nói là chị ở đang ở trong cái bão. Để mình vô đây mình xin tiếp đi ha. Này xin xăm, mọi năm là xin trên chánh điện này, hồi giờ xuống đây mọi người. Nãy chị vô xin xăm rồi, trước khi xin xăm chị phải xin keo. Ô chị đâu biết đâu, hai đứa tụi chị đâu có xin chị cái đó xin đâu. Xin không đúng rồi, phải xin cái keo rồi mình mới xin xăm. Ờ về phải làm lại được keo không? Keo phải sắp cái ngửa. Hèn gì nó, chị thấy nó không có giống của chị vậy thôi, không, làm không, lại. Không, không? Không làm, về làm lại. Phải làm lại chị ơi. Ok. Xin keo một cái sắp cái ngửa. Ờ vậy hả? Mình lắc xăm xong. Rồi cái sắp cái ngửa luôn đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi được rồi. Số 1. Số 1. Trời ơi trời. Sao nhanh nhanh chị xui vậy chị Thoa? Cái bảng số 1 không có một tờ luôn nè. Chắc nó nằm ở trong đây nè. Tìm đi. Trích lục đi. Trời ơi, bây giờ tôi đi tìm số 1. Năm nay cái vấn đề xăm, sinh xăm nó hơi bị rối rối nha mọi người. Năm ngoái em thấy trên chính chánh điện chính á, nó đầy đủ chi tiết hơn, năm nay làm như bộ nó ít sinh xăm lại sao.
cái số chị người ta tìm không được đó, mẹ quan cái âm nhìn không ra nên mẹ không có cho tờ giấy. Rồi trong đây số nó không có in o, thiếu số nhiều lắm chị ơi, trong này thiếu quá chị, thiếu luôn nè. Ừ, số 1 không có nè, 16, 17 cũng có nè, 19 không nè. Nó không có in order. Trời ơi, in order sao tiền này, số 25. Năm nay chị phải tự coi cho chị chứ. Thôi chắc thầy, chị tự thầy coi rồi. Mẹ Quan Âm là cũng lại luôn rồi đó. Rồi, đúng là có số 10 à, không có số 1. Số mấy đây? Số 10. Mở cái tủ này ra thử coi có không? Số 24. Nè, nó ấy số 24. Phải không? Yes. 24 đây có nè. Nếu mà chị mở ra em, coi coi. Nhưng mà chị là số 1. Quá luôn rồi em. Qua xin lắc lại mọi người. Ừ, đừng ra số 1 nữa. Thôi bây giờ số 18 em 18 tuổi. Ồ, có. Bây giờ là Phật đã không có cho rồi. Xem rồi mà cứ đòi xem cho được. Lên tới đây được phải xem em cũng mê coi bói dữ lắm. Ồ, cái này có vẻ giống giống mình nè. Ra chưa? Ra rồi. Ừ. Nó nói là quá khứ của chị, những cái việc mà chị đã làm tốt á, thì bây giờ là chị hưởng đúng rồi. Ừ. Will bring you happiness. Thấy chưa? Có những hành động mà chị đã làm qua hồi quá khứ á, thì bây giờ nó chị sẽ được hưởng những cái sự vui vẻ hạnh phúc á. You will have a nice house, có nhà rồi, and have promotion. Oh, chị đang sắp sửa có promotion, and có sức khỏe và có bạn bè tốt, and you like a lion. Chị giống như con Lion King in the jungle, surrounding with the earth. Chị sắp sửa chị giống như một ông vua lion á, con lion là một ông vua đó. Ừ. Chung ở trong một cái khu rừng, chung quanh có nhiều người làm việc cho mình và có những người làm việc cho mình và theo mình. Cái này đúng rồi, thôi như vậy. Ủa em chưa mà chị, giờ em phiên em, bây giờ em phiên em coi đây. Ok. Số gì? Đâu, có số không? Em, chị không thấy số mấy vậy? Em cũng đọc, à số 8. Số 8 lucky number. À ha, đúng rồi đó. Đâu, chị coi coi. Đời sống của em giống như là một cái cây không có rễ. Gì cây không có rễ luôn á. Cuộc sống của em giống như là một cái cây không có rễ. Mà đang sống ở trong cái thời kỳ khô khan. Cái season khô khan. Cái này có lý này. Có nghĩa là cái chỗ nó khô khan, cây không có mọc rễ ra được. Em phải buông qua cái chỗ mới để em bắt đầu một cuộc sống mới. Đó, câu đầu nó khô khan, câu sau nó tốt đẹp nha. Trời, mu đi đâu chị? Giờ ở Mỹ rồi, giờ em mu lên đâu nữa? Mu lên cái nhà kia, mu qua cái nhà kia là xong thôi. À vậy hả? Là ý mà là mua thêm căn nữa đó. Ok. You. Và em sẽ không tìm thấy những gì mà em đã mất mát đâu nhé. Đã mất rồi cho mất luôn. À là cái loạt hàng 50 kiện đó mất luôn rồi. Mất luôn rồi, đừng có thêm kiếm nữa. Rồi. Cái này đúng của em rồi đó. Let's see. Cái gì mà bà cười, cái gì mà tôi. Your legal pending will be lost. Trời ơi, những cái về luật pháp mà ai mà có muốn thưa kiện của em á, mất hết trơn luôn. Tự động mất hồ sơ luôn.
nghĩa là ai coi cái clip này mà muốn muốn cái gì thì đó có thằng cái ngày xưa nó đòi bồi thường danh dự cho nó lấy 10 triệu đô đó, gọi là gì tiếng Việt mình gọi là gì, muốn muốn sue em á, tiếng Việt gọi là gì, tiếng Việt gọi là gì, sue thư kiện, thư kiện, ai mà muốn thư kiện Thúy Nga thì thôi dẹp đi nha, tại vì trong cái này nó nói là bỏ hồ sơ lên là mất luôn cả hồ sơ, mất luôn tiền cho luật sư nữa, mất luôn tiền cho luật sư luôn. Mà em thấy vụ đó mất lâu mà. Nhưng mà nếu mà ai đang có cái ý xấu đó thì thôi dẹp qua một bên đi, thôi mất cái chuyện lẫn chài đó. Let's see you. Nó nói hiện tại bây giờ em chưa có lớp, chưa có được may mắn lắm. Oh my god, hồi nãy nó biểu em là bình tĩnh lại, rồi đi chơi phải không? Bây giờ cái nó nói là get yourself together, đó, nó cũng tương tự như vậy nha, rồi start all over again. Là không có được làm việc nhiều quá hả? Ừ, nó nói bây giờ là nếu cái chuyện mà nó rắc rối thì bây giờ em bình tĩnh lại, ok, suy nghĩ lại, bình tĩnh lại và bắt đầu lập lại. Start over. Hiểu không? Hiểu. Không. Có nghĩa rằng em bình tĩnh, ok, em bình tĩnh lại và cuộc sống của em lại bắt đầu lại từ đầu. Hiểu chưa? Trời. Có nghĩa là nhưng mà những cái chuyện gì mà xảy ra cho em á, dẹp nó qua một bên hết, đi đẩy nó qua một bên hết, làm lại từ đầu, nói nó nhiều. Là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu phải không? Đúng rồi đó. Căng quá. Nhớ. Nhưng mà cái này cũng thấy giống em thôi, được xin nó đi về. Sao cô gái đi xin xăm sao? Em xin xăm em ban đầu thấy cái cùng với chị á. À cục keo á. Cái là keo là được liền. Là năm nay em là ăn cướp theo những gì muốn. Sau đó cái xin xăm lần thứ nhất á, vô số 17. Cái không có tờ giấy. Không có tờ giấy. Rồi cầu nguyện xin lại. Cái số 19 muốn không có luôn. Lần thứ ba hơn quá số 15 còn. Tôi nói mà hôm nay là tụi mình đi là nghiệp nặng hết. Vô chùa kìa nhé. Hai lần á. Nhưng mà cái tờ đó ok không? Tờ này good giống em y chang luôn. Nói thiệt. Vậy hả? Ôi, nó giống cuộc đời em chưa? Đây. Đúng rồi, y chang cuộc đời của em luôn. Đó hả? Thấy giống? Giống chưa? Dịch ra là gì? Của em coi chắc chị phải đeo mắt kiếng, nó dài thằng lòn vậy á. Nói chung là tóm tắt là my life is happy, lúc nào happy. Chị nào happy hả? Ủa sao tụi mình không có đi lên cái khu mà trung tâm đồ ăn Thái ăn, mà tại sao ăn ở đây vậy? Ôi hả? Ở đây cũng là Thái. Không phải. Hay là thôi bỏ đi đừng ăn. Còn cái gì đó còn bí. Anh ơi. Xin xăm, anh thấy cái cục đó 3 lần không được. Xin keo không được hả? Không được nên xin xăm không được. Vậy là số ông còn ở không rồi đó. Thôi đợi về già đi, tôi lên tôi ở với ông ở trên nó chơi casino cho lẹ. Nhà hai lần anh tới ăn này đều nói everything ok, lớp này vẫn lon lì, này good. Cái này giữ lại. Cái này là biết là good nè. Em xin về biết là cũng hay ra biết là luôn. Nó ok phải không? Em xin biết là cho nên lúc nãy tại chị em mình không có chịu đặt cái cục kia nên hai đứa ra không đúng với mình luôn á. Hay ha. Nay xin xăm mà cũng lận đận quá nguyên cả đây. Cả nhà ơi, hôm nay là một ngày kết thúc một ngày đi từ sáng, bây giờ là 10 giờ rồi. Đi người ta một ngày ở Mỹ đi 10 kiển chùa, tụi em đi có một kiển mà đi còn không xong. từ sáng tới tối mà đi 10 kiển chùa mà đi có 1 kiển rưỡi đi còn xong quý vị. Thôi bây giờ là 10 giờ rồi, em đã ngủ một giấc, ăn nhà hàng Thái no say. Nhưng mà được cái ăn nhà hàng Thái ngon quá, làm ngủ thấy bà nội luôn. Em ơi. Ngon chứ chị đâu ngon, cay thiết mồ. Nha, tội nghiệp chị quá rồi. Kệ chị chứ ai bị gì không biết ăn cay vậy. Vô đó. Xí sợ. Ôi, bye bye nha cả nhà. Nga đã ngủ rất là ngon rồi, tới nhà rồi nha, bye bye. Ôi, cái gì mà trang trí mà. Wow. Tôi không biết đây là cái tiệm hay là cái chùa hay là cái gì đây nữa. Các bạn đã bị bắt. Các bạn tụ tập, các bạn làm casino. Ủa rồi có... Ủa cái này là sòng bài hả các bạn? Trời ơi. Ủa cái này mà
mà các bạn ở Việt Nam là khoảnh khắc này là tụi tôi hốt các bạn đi liền. Ủa, cái bầu cua tôm cá đâu giờ chuyển qua tới bài luôn rồi vậy? Trời ơi Tường ơi Tường, cái này là tiệm hả Tường? Cái này tiệm hả Tường? Ôi cả nhà ở đây là chúng ta review sơ cái kia cái ở đây không phải là hội hoa xuân nha các bạn. Ở đây là cái tiệm thiệt. Ủa cành đào có hoa thiệt hoa giả vậy? Ôi trời ơi trời lớn rồi trời. Trời ơi trời. Ôi Tường nó chơi lớn thiệt đó trời. Ôi Tường ơi Tường. Tường chơi dạy chơi lại Tường. Ôi Tường có chịu chơi thiệt á. Ôi cái này em phải trồng lại. Ta nói cái tiền chị chỉ cho Tường nha. Phải trồng đất trời ơi. Trời ơi cái gì mà chơi nguyên cành đào thiệt luôn vậy trời. Trồng không trồng thì đứa về trồng. Ôi Tường ơi Tường sao Tường lấy luôn cái rễ Tường. Áo này bóng là cua mà nó nặng lắm. Ôi tôi nói tôi không biết đây là cái tiệm hay cái gì nữa luôn á, tôi vô mà giống như tôi bị đứng hình đó mọi người. Đây là tiệm tóc của Tường nha mọi người, phải không? À đây là bàn thờ ông thần tài thổ địa thôi đó, mà tao nói trái cây tràn từ ngoài từ trong ra tới ngoài luôn mọi người. Ủa bán áo dài luôn hả Tường? Ủa bán thiệt luôn hả? Ủa cái gì vậy trời? Ôi ơi tiệm tóc. Rồi ông đi sưu tầm hoa mà ông treo hết cái tiệm luôn. Trời ơi tiệm là bán bao lì xì luôn quý vị. Trời tôi rí tôi biết cái tiệm này là cái chùa hay cái đền. Bán áo dài luôn nha bà con. Giờ có ai mua áo dài thì lại tiệm này nha mọi người. Bán áo dài luôn, cái gì cũng có thể ở tiệm này hết trơn á quý vị ơi. Ôi tiệm tóc đó mọi người ơi. Ôi cái gì bán được là bà bán hết trơn vậy trời. Ừ, áo dài nam không à. Đây là một trong những tiệm tóc mà chơi lớn cầu kỳ nhất Buôn Xa mọi người. Năm nay chân nguyên con lân lên luôn. Trời ơi nguyên con lân luôn. Mâm gì chắc. Hả? Mà ai làm hay vậy? Ôi Tường ơi Tường nghe không sợ Tường luôn á Tường. Ồ tao nói cây đào mà tao nói chân bạc ngàn luôn. Cái gì cũng đẹp hết trơn, có góc này nó hơi lạ thôi. Góc này lạ quá. À, mọi người ơi hôm nay là mùng 1 Tết nha. Chúng em đã đi được một kiển chùa rưỡi thôi đó mà tới khuya mới về. Và đây là cái khoảnh khắc mà ghi lại khoảnh khắc tiệm tóc của Tường. Nó sờ rần giống như cái cung điện vậy đó mọi người. Ủa mà càng ngày hoa càng nhiều Tường. Là Tường sưu tập thêm phải không? Trời ơi một nhà hoa luôn thiệt tình luôn á. Cái tiệm tóc cầu kỳ nhất thế giới là đây á. Mua đủ thứ gắn đủ thứ trên đây chứ. Rồi ngày mấy thì mình mở mình khai trương nhận. Ủa từ sáng giờ vẫn có khách luôn hả? Ồ vậy hả? Trời đâu biết đâu. Tưởng sáng giờ là không ấy chứ. Ủa bà gì đâu rồi Tường? Ở vậy hả? Bà nhà nè hả? Bà ra lên bài khóa mà. Cái 21 rồi.
Thôi em rã rời rồi, anh chào cả nhà em đi về nha. Nè anh Tường ơi, hôm nay cái sòng bạc này ai là người thắng vậy? Đây hai cha con. Có nhiều gồm hết luôn hả? Đây là số tiền của mọi người. Lấy 1 đồng mình bỏ ra thôi, còn 5 đồng mình cất vô. Trời Tường đã giàu nay còn giàu thêm nữa. Chị tưởng em hết tiền rồi, chị mới đứng lên á. Nếu biết em còn trong cái bóp đó, chị còn ngồi lâu thêm tí nữa. Ghê thiệt luôn. Quá trời quá đất luôn. Thôi em bye bye cả nhà nè. Rồi bye bye. Bye bye em, bye chị, bye chị. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US1 trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Livestream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.